Vâng, cửa hàng Doãn Hưng Audio xin kính chào tất cả các bác anh em tiếp tục đến với kênh YouTube của Doãn Hưng. Thông báo các bác thì bên em mới về được một ít cái dòng van số X5, hàng bãi xịn, hàng bãi chính hãng. Cái lô này thì thực ra nó về cách đây mấy hôm rồi và số lượng của nó là được tầm chục chiếc các bác nha. Qua này thì nó có lên đường một số chiếc rồi. Hiện tại bên em chỉ còn 2, 4, 6, 7 chiếc nữa. Nó này lên được 3 chiếc rồi. Cái dòng vang này thì tên của nó đây chủ yếu là cái dòng vang D-Max. Mã của nó là 5000A. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 con thì cái dòng D-Max. Một con là của hãng RG Fudio này. Con màu tím này nó của hãng khác. Mã của con này là DM980. Con DM980 này thì cách đây vài tháng Doãn Hưng cũng đã về một lô giống như thế này. Đấy, cái lô vang này bên em về thì nó cũng cực kỳ chất lượng các bác nha. X5 thì các bác biết quá rõ rồi, nó cũng có quá nhiều hãng khác nhau, rất nhiều hãng. Đấy, ví dụ như là cái hãng này là cũng lần đầu tiên Doãn Hưng bán rồi này. Đấy, như cái hãng này thì này em gặp mấy lần rồi. Đấy, những cái hãng D-Max này nó cũng là thương hiệu nổi tiếng đấy các bạn. Vì ở đây thì bọn em sẽ so sánh ở nội thất. X5 thì nó là một cái dòng vang quốc dân, tức là ở thị trường Trung Quốc hoặc ngay kể cả ở thị trường Việt Nam thì cái dòng vang X5 vẫn là chiếm nhiều nhất. Sau này thì đến thời điểm bây giờ thì nó mới bắt đầu có X12 về Việt Nam nhiều hơn thôi, chứ còn X5 thì từ trước đến giờ nó vẫn chiếm đa số các bác nhé. Gần như là toàn dân Việt Nam chúng ta cũng dùng X5. X thì nó có nhiều mã, X3, X5, X7, X8, X9, X10, X12, nhưng mà X5 vẫn là nhiều nhất các bác nhé. Còn các cái mã vang khác thì nó cũng tương tự như nhau thôi. Ví dụ như con X8 thì nó có hai mic riêng biệt. X10 nó cũng nâng cấp một tí chút, tức là có lỗ cắm mic đằng sau là công tắc nguồn đằng trước rồi. X7, X6 cũng vậy. Còn là nội thất của nó thì cũng đều như là X5, X12 thì nó cũng cải tiến từ X5 các bác nhé. Cái dòng này thì hình thức mặt mũi của nó còn là rất đẹp, đẹp từ ngoài vào trong đấy. Đây các bác nhìn này, cái màu đen này thì nó lại có hai màu, một là cái loại màu cà phê này, nó lơ lơ đen giống màu cà phê này, hai là màu đen, đen sạm, đen hẳn luôn. Cái dòng vang này thì Doãn Hưng cũng không phải giới thiệu quá nhiều nữa các bác nha, nó quá quen với anh em rồi. Bất cứ anh em nào va chạm đến âm thanh thì gần như cũng đều biết đến con vang này. Vang này thì về chất âm thì không phải bản nữa các bác nhé, nó vượt xa trong cái tầm tiền. Nói về chất âm của X5 thì không có một con vang nào với cái tầm tiền như X5 mà có thể vượt qua mặt nó được. Và tất cả từ trước giờ thì bên em đều bán cái dòng X5 hai nguồn thế này các bác nhé, hai nguồn. Em không bán X5 một nguồn vì các bác cũng không thích một nguồn, cho nên là em không tội gì em phải bán một nguồn. Một nguồn thì các bác lại hỏi hai nguồn là nó phức tạp. Nội thất của con này thì tất cả mọi thứ là đều nguyên zin các bác nha. Tất cả nó đều nguyên zin. Keo các cái rắc của nó còn nguyên, chưa động chạm gì. Từ những cái bo chip xử lý, bo tổng, rồi bo chống hú các thứ này, chưa tháo dỡ một lần nào các bác nha. Đấy, cái keo của nó đổ đây để nó giữ cho cái bo chip tổng này nó không bị bung ra khỏi cái mền này. Đấy. Con này thì các bác xem này, nội thất của nó thì dày đặc, kín đi, đều là những dòng linh kiện hàng nhập. Đấy. Đây thì các cái con chip giải mã, rồi chip tổng của nó đều là những con chip linh kiện hàng nhập của Mỹ các bác nhé. Đấy. Con này nó sử dụng con chip tổng là Analog Device 21375. Chỉ có từ dòng X12 thì nó mới nâng cấp lên 21489. Với cái thương hiệu D-Max này thì anh em nhìn này. Đây là một mã vang hàng cực chuẩn các bác nhé. Đấy. Theo kinh nghiệm bọn em nhập hàng thì đây, các bác cứ nhìn
các cái chân mạch của nó ở cái bo chít tổng này. Đây là chân của nó là bằng đồng hết các bác nha. Các cái chân của nó được thiết kế chân đồng như thế này thì nó khẳng định cho các bác đây là một cái hãng chuẩn gì. Cũng có rất nhiều hãng X5 khác nhau và nhiều hãng nó sẽ không có được cái chân đồng như thế này đâu các bác nhé. Và đây các cái hệ thống linh kiện của nó cũng vậy. Đấy, những cái con tụ nhôm của nó đều là hàng chuẩn, hàng xịn. Đấy, chúng ta nhìn nó chắc chắn, nó không dại, nó không thô. Rồi đừng cố gắng quay thật gần để các bác nhìn, tất cả là nguyên zin các bác nhé, chưa hề động chạm chỗ nào cả. Đấy, từ những cái con chip linh kiện nhỏ nhất chúng ta nhìn kỹ, chưa để lại một cái vết lỗi nào. Dòng này thì các bác dùng gia đình thì nó đẳng cấp rồi. Nha. Những bộ dàn 3, 4, 50 triệu thì bên em cũng đều thường hay ghép X5 này. Đấy, vừa rồi thì em về được một lô X12 thì cũng đã lên đường hết rồi các bạn. Nói chung dòng X thì khách hàng vẫn cứ ưa chuộng nhất. Đấy, trên thị trường thì dòng X với dòng Siso lúc nào cũng song hành. Hai dòng đấy lúc nào cũng đẳng cấp nhất. Đấy, được nhiều người ưa chuộng nhất, thông dụng nhất. Nhưng mà X thì vẫn được ưu tiên nhất. Anh em bán vàng thì cũng đều phán dòng X, bên em cũng vậy. Thì trước đến giờ thì đều ưu tiên dòng X rồi, em ít khi làm Siso cũng như. Siso thì nó thiên về revert, tức là anh em nào hát tốt thì dùng Siso được. Và Siso thì nó lại kén không gian, tức là các bác dùng ngoài trời đi làm sâu chậu thì Siso thể hiện tốt, thì trong nhà, ví dụ phòng nhỏ thì dùng Siso lại không phù hợp bằng dòng X. Nói chung gia đình thì dòng X vẫn cứ là ưa chuộng nhất các bác nhé. Nó echo nó dẻo, mượt, nịnh giọng, nhạc hay. Và nó cũng lành, dòng X nó lành. Và ở đây thì các bác xem nội thất. So với Siso thì chắc chắn là anh em sẽ kết dòng X hơn. Vì chúng ta nhìn nội thất nó kín đặc, đúng không ạ? Đây cái mên mạch này. Còn Siso thì nó chỉ có được bằng 2-3 đầu ngón tay nó chạy được một cái vệt ở đằng sau này thôi. Nói chung là nhìn Siso là anh em thường không kết về cái phần nội thất đấy. Về cái dòng X này thì lỗi cũng dễ sửa. Tức là ở thị trường Việt Nam này thì các thợ thì đều xử lý được con này. Rồi sửa cũng không quá đắt đỏ các bác nha. Nó thông dụng mà, nó có đồ để sửa. Đấy. Nói chung là dòng X thì vẫn cứ là thông dụng và ưa chuộng nhất. Và đi với giá thành của nó thì nói chung là nó cái sản phẩm nó sẽ vượt xa tầm tiền. Vang này thì bên em đang chào bán các bác là với giá 2.400.000 bao ship các bác nhá. 2.400.000 bao ship. Đấy. Lô này cũng cực đẹp. Lô này thì không có điểm chê được các bác nhá. Đấy, đằng sau của nó đây vẫn 6 cổng Aura bằng carbon này. Hai đường in vào bằng hoa sen này. Đấy. Mọi thứ zin chuẩn các bác nhá. Đấy, con này phần mềm các thứ này em kết nối cài đặt nhẫn nhặn rồi. Vang Lào thì bên em cũng cài cho các bác đủ 4 mốt. Mốt 1, mốt 2 là thiên về echo. Đấy, mốt 3 là dì vợt, mốt 4 là nghe nhạc phát biểu các nhá. Em thường cài như vậy. Ở đây tất cả đều zin xịn. Các bác về tháo để kiểm tra không như thế này bên em tặng các bác vàng thùng lấy tiền. Đấy. Hàng bao đẹp các bác nhé, bao zin bao đẹp, bao chất. Đấy. Các bác có nhu cầu thì liên hệ cho Doãn Hưng nha. Tạm thời là hôm nay số lượng bên em về không được nhiều, còn trong cái đống này thì ngày mai cũng lên đường một vài con cho khách rồi. Đấy. Tức là vàng đợt này bên em cũng chưa về được nhiều các bác nhé. Các bác muốn sử dụng cái lô X5 này thì các bác phải nhanh tay liên hệ cho Doãn Hưng. Đấy, giá em báo rồi, 2.400.000 bao ship. Đấy. Số điện thoại đây, các bác có thể nhắn tin cho em theo Zalo hoặc liên hệ cho em theo hai số điện thoại này. Địa chỉ của Doãn Hưng là Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Định. Bên em giao hàng toàn quốc với nhé. Các bác ở gần có thể đến tận nơi để sưu tầm cho mình những mặt hàng ý chất lượng. Anh em xem video nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo.
rất cảm ơn anh em và hẹn gặp lại các bác anh em ở clip khác.